Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Cuộc Sống Pháp. Để cả nhà nhìn vô là biết người đang ở đâu đúng không? Người đang trong cái gian hàng bán sô-cô-la trong chậu xăng cả nhà. Cái này sô-cô-la toàn bộ cho Noel hết đây. Thấy họ bán quá trời sô-cô-la luôn đó nha. Thấy có loại gì loại sô-cô-la đặc biệt lắm, có nhiều loại đặc biệt cho Noel đó nha. Có nhiều loại thì bình thường thì trong năm thì vẫn có. Nó như cái hộp này cả nhà, đấy là loại đặc biệt. Thấy họ đang giảm nè. Sô-cô-la quá trời của nhà. Hôm trước quay đồ Noel, rồi quần áo Noel đó nha. Ở nhà xem thì nay bán sô-cô-la quá trời. Gian hàng rồi họ trang trí phía sau rồi cả nhà. Nó mùa Noel là giống như bán bánh mứt của Việt Nam mình vậy cả nhà. Thì người ta cũng mua sô-cô-la về người ta ăn, mình mua bánh mứt về mình ăn đó nha. Giờ thấy bán sô-cô-la chợ nhớ Việt Nam, nhớ Tết, nhớ bán đi mua bánh mứt về ăn đó nha. Bây giờ mình đi dạo ông chồng đó nha. Bây giờ nhà xem sô-cô-la Noel. Cái này nó có nhiều loại mới đó nha. Đấy. Rồi nhiều loại đặc biệt. Xin cho nhìn cho Noel. Giờ mình đi dạo ông chồng đó nha. Bây giờ nhà xem chút xíu đó nha. Xem coi giá cả với lại có nhiều loại. Thì Việt Nam mình chắc là có cả nhà. Nhà có nhiều loại thì không. Đây, nhà hãy chân quẹo ông chồng mình cả nhà nha. Đây sô-cô-la của Noel nữa nha. Đây trên chiếc xe à. Mấy đồng. Đây cho mấy cái này có bánh sô-cô-la. Đây cái sô-cô-la có bánh. Đây sô-cô-la trong hộp nữa nha. Mình mua mình tặng cũng được. Mười mấy đồng gói. Rồi này mấy sô-cô-la này rỗng ruột đó nha. 4 đồng mấy, 3 đồng mấy. Bự hơn. 4.90. Con này nè. Con này nhiều loại nữa. Nhiều 3 loại. Giờ tới khai nó hơi mắc nha. Làm hình như hình như cái kẹo 18 đồng, 20 đồng 20, 18 kia. Mà không cho nó hủ quá nha. Làm đủ kiểu đó nha. Tôi muốn hộp quà là 9 đồng mấy. Sô-cô-la mình giờ nó ăn còn không này thì nhỏ. Chứ này để ăn chơi ở nhà đó nha. Chứ gọn gọn này bánh sô-cô-la. Sô-cô-la như là mình bánh có cái hạt. Kẹo tròn hoặc kẹo vuông vuông này trong mấy cái hộp. Hộp quà đẹp luôn đó nha. Mình còn mấy túi này sô-cô-la sữa. Này sô-cô-la đen. Tại cho bên đó có nhiều loại nữa nha. 6 loại. Này bự hơn 13 đồng mấy, kia 7 đồng mấy. Thì 5 loại thôi. Cái này cũng 5 loại chứ lộn 6. Sô-cô-la trắng, đen, trắng với sữa đó nha. Này 6 loại. Còn chơi mấy cái hộp hộp sô-cô-la. Chỉ có hộp thiết thôi nha. Nó đẹp ghê không? Mấy đồng. Cái này sô-cô-la cam. Sô-cô-la cam. Đây, nó làm thành cái trong cái hộp nhìn đẹp quá ha. Này sô-cô-la đen luôn đó. Đây là miếng cam ấy, ở trong cam ngoài sô-cô-la đó nha. Này gừng. Này chanh dây. Này thì cherry. Này chanh với cam. Đó, toàn bộ này sô-cô-la đó nha. Này mình nó đủ hãng đó nha, cho nên là nhiều loại lắm. Này 72% cacao. Này cacao nó có phủ lớp bột ngoài, bột cacao ngoài nha. Nhân cam. Sô-cô-la hộp thì mười mấy đồng nữa. Mấy loại thì mới lên nhà đó, mình muốn ăn loại nào mình mua. Cái này của Nestle 12 đồng.
này có hạt à, hạt này hạt phỉ, không biết hạt gì á kìa bà, thấy chả biết hạt gì nữa mà dùng u dịch thì hạt phỉ nha, của Van Dom 7 đồng hộp. Cái sô cô la này chưa có tiếng cho nên nó chưa có mắc dữ nha. Sô cô la có rượu nữa nè, hộp 10 mấy đồng nữa nha. Đây nó có hai loại đó, hai loại khác nhau. Cái này là sô cô la hình hình mấy con vỏ sò à, ốc nha. Cái ngồi sao ốc nè. Đây sô cô la. Một hàng sô cô la không nữa nha. Đây là sô cô la ở trong là cherry. Đây cũng có rượu nữa nha. Champagne cô nhắc nè. Đây cũng vậy nè. Whisky. Rượu vinh. Thêm được mấy hộp. Vị rượu nha. Đây là sô cô la nhưng có vị rượu. Đây. Chai 12 hộp thì 12 chai. 5 đồng mấy. Đây còn không mà vị mojito. Đây mấy chai rượu sô cô la nhìn nhỏ nhỏ, mà này mấy cái thùng rượu. Cái thùng rượu nha. 4 đồng mấy bịch. Ừ. Cho mấy nó có mấy hình này nè. Mỗi vị nó có các mỗi cái kẹo nó có vị khác nhau. Trong túi này mấy nè. Mày này bắn túi rồi bắn hộp. Ừ. Cũng nhựa đinh luôn. Nhỏ hơn 2.99 đồng. Cái nhỏ hơn. Sô cô la rượu nha. Làm mình cho rượu. Này cam. Này thiệt có Van Dom nữa nha. Sô cô la nhiều loại lắm. Mình sô cô la ăn dôi nè. 10 đồng mấy hộp, 20 cục trong đây. Bonjour. Này là măng. Sô cô la mà có vị măng nữa nha. Này vị cam. Này vị mojito. Này cũng nhiều loại sữa nè. Hình như là sô cô la sữa với lại trắng. Đây cũng vậy rồi đó. Họ vô túi họ bán rồi đó nhờ. Mình muốn ăn trắng mình ăn, muốn ăn đen mình ăn đó nhờ. Rồi ăn đen hoặc là nó có hạt ở trong. Này xong vừa trắng vừa sô cô la sữa vừa sữa nè. Hay là nó có cái làm những cái nấm nha, cỡ nấm kép rồi. Này là dẻo đó, dẻo quá nha, đủ hết. Muốn mua loại nào mua nè, cho mình từng viên như mây nè. Sữa nằm ở dưới. Nhỏ nó mua kẹo sô cô la. Kẹo hình cái có hạt phỉ của xăng họ làm ra nữa nha. Có hạt đây. Đây hình và Noel nè. 6 đồng mấy một túi. Đây hình ngôi sao. Nhà mây túi nữa nha. Này sữa 3 đồng mấy một túi. Này hôm nay cũng vậy nè. Kinder này ngon quá nha. Chúng ta sữa này giống ở bữa Halloween như trời. Nhưng hôm viên bi tròn này Mika. Con này thì hình trái tim. Sô-cô-la đen nha. Hạnh gấu. Gấu tím. Cái này mình không biết cái này nó
nó như là kem đó nha, mềm mềm, mình nghĩ là vậy, thì mình chưa ăn, mình không biết cái hộp này, cái này như thế nào nè, nó hộp giấy nó đẹp luôn đó nha. Thôi kìa, mua mình biếu mình tặng luôn, mình khỏi cứ còn phải bỏ vô cái túi thôi, mình khỏi còn phải gói lại, 2 đồng mấy nè, đây cũng vậy nè, đủ đó nha, 7 đồng mấy hộp, 10 đồng mấy này, giống hộp gỗ đẹp luôn, hộp gỗ dùng sang 17 đồng nữa nha, trong không trong trong cái hộp thuyết này, nằm trong cái hộp giấy, còn không rồi này, đây, cái hạt không thấy rõ nè, của Van Đơm luôn đó, nó nhiều lậu lắm đó nha, nó cũng vậy nè, bao nhiêu hãng làm ra, cái kẹo, đây nó cũng bán bánh mứt giống như Việt Nam mình bán bánh mứt Tết thôi nha, thì kẹo nugget, kẹo đậu phộng, như ở ngoài nó mềm mềm, bên trong nó có đậu phộng là hạt đó nha. Cái này thì mình không biết này rồi, cái này lạ không á, kẹo nữa nha, nó có hạt trong, nó như đam đó, kẹo nó là vậy nè, sáu bảy đồng, 7-8 đồng hộp. Còn này hình con ốc sên, ốc sên nữa nha, sữa này vị sữa này vị đen, các bạn có nó có nhân phố bụng chi Việt Quốc, phố bụng tử chứ, này hạnh nhân, nó đủ vị nha, này hạnh nhân rồi sữa caramel 22 viên, nó sô cô la đen ở đây, hộp bự hộp nhỏ đó nha, hộp bự 7 đồng mấy, hộp nhỏ 14 đồng mấy, này sữa sô cô la trắng chứ lộn, này trắng, này sữa nè, đó. Hộp này 13 đồng mấy, sô cô la trắng mà hộp về 6 đồng mấy nữa nha, đó. Hộp kẹo 6 đồng mấy mình mua về mình ăn, nó nữa như kẹo dẻo. Cái sung này, cái sung tây này cả nhà, rồi này cái quýt táo với lại hồi với lại lê táo mật ong với lại này cái bánh gì 6 đồng mấy, cái này đủ vị nè, quýt lê phố bùng tử này, cái mơ gì đó cherry, con này hộp con ốc sên sô-cô-la sữa, sô-cô-la đen, sô-cô-la sữa hoặc là sô-cô-la có hạt ở trong nữa nè, đây hình dành Noel, hình dành Noel thôi mà, 2 đồng 75 ong, 2 đồng 75 ong nè, còn đây thì 2 đồng 95, người tuyết, bánh quy chứ, bánh quy, hình dành Noel nữa nha, hình gấu chứ, hình gấu, hình dành Noel, đủ hình, hình dành hình dành Noel nữa nè. Hạnh gấu mini 2 đồng 49 hộp, đây là hình dành Noel nữa nha, đây cũng vậy, hình dành Noel với lại có mấy cái viên kẹo sô cô la ở trong 3 đồng mấy, hạnh gấu 6 đồng 49 nha, hình em dành Noel nhỏ nhỏ 4 đồng 49, nhà Noel vừa người tuyết nha, ở trên nhà Noel nữa nha,
cũng dạy Noel luôn, họ vô túi túi họ bán luôn. Mà này có mấy hình con thú nhiều bông thì nó hơi mắc nhiều bông nha. Túi nhiều bông cầm một túi kẹo 8,000 mấy, 8,99 nè. Có nhạc nữa, có nhạc nữa, có nhạc, đàn gấu bự nè, cái bánh cục. Đây. Quá tài luôn nha. Đây mấy con bánh bích quy nè, bánh quy kẹo khác 8,99 con bánh quy kẹo khác đó nha. Kẹo đi, kẹo có dù, kẹo có dù 8 đồng, 3,89 đồng với lộn. Kẹo có dù nha. Đằng này đây, 1,95 đồng. Sô-cô-la, đồ chơi, có quà trong đây nè. Đây, túi kẹo sô-cô-la 3 đồng mấy. Mấy nhà Noel đây nè, 4-5 ong gì. Còn này túi nhỏ 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 3,95 đồng. Hình chỉ bánh cục. Còn này nhiều loại như đây đó nha. Đồng tiền 300g 6,95 đồng. Đây cũng vậy nè. Hồ hội nè. À giống mấy kia, mà tuyết. Đây, sô-cô-la, mấy ly 5,99 đồng. Si nhân. Đây, còn học mình mấy con thú nha. Mình công chúa đấy. Có 3 công chúa trong đây, 3 cái chính đó nha, 3 chính là 3 công chúa không đó. Mình không lên một pin, không đủ trợ dụ mít hết cái nhà này. 8 đồng, 84cm, 1 cây. Đó, sô-cô-la Kit Kat. Mấy cục đất này cũng có Nestle không? Cục đất lê. Đây, sô-cô-la trắng luôn nè. Còn bộ hàng sô-cô-la không? Còn không là sô-cô-la lịch đó nha. Nó lịch mở ra cho mới có sô-cô-la nữa đó nha. Nó có chiên ngày á. Bác bà thương nè, có ngày nè. Rồi mở ra, có sô-cô-la không đó. Đây bên đây họ chụp trộn mấy lắm đó nha. Cái hàng xúc xích rồi hay mấy cái hàng mà để cho đồ mà kiểu như để sửa chữa cũng có mấy này nữa nha, đồ chơi nữa. Đây họ họ chuộng làm mấy này lắm. 2 đồng mấy. Đây. Lịch cái ngày lịch kẹo mày mở trong kẹo sô-cô-la trong đó. Cái ngày mở một cục, ngày mở họ một ngày. Cái mở muộn ngăn á. Nó có sô-cô-la trong đây. Đủ hoạt hình giống Minion, Naruto, Mario, Tari. Đây cũng vậy đó. Đây cũng sô-cô-la luôn. Làm đẹp như vậy đó. Cứ mở ra ngày 24 nè, 24-25 là mở ra có sô-cô-la. Này đáp hình. Này có một cái trò đáp hình trong đây đó nha. Đây cũng vậy nè. Sô-cô-la này chuộng nó Ferro. Còn này thì này bự Ferro luôn. Này loại bự nha, 13 đồng một cái. Cái này họ chuyển qua làm mấy lịch gì hết rồi. Đây nè. Sô-cô-la nhiều lắm đó nha. Cái mùa này là mùa hốt bạc mà. Này của Milka, của Nestle. Làm hình cái nhà. Đủ hình ảnh đó nha. Kẹo dẻo Haribo, kẹo dẻo nè. Kẹo dẻo
hai mai có mấy kẹo này cả nhà. Đây Haribo. Đủ hình ảnh đó. Thích nào lấy đó. Đấy, em. Thì cái lần này lịch cái nhà lịch 3D luôn. Bự không? Bên đây họ chuộng mấy này lắm đó nha. Hôm nay thấy bán này nhiều. Mấy có kẹo đủ kẹo đó nhà đó, có mấy cái loại kẹo không đó. Mấy nhà Linh. Mình có tích đi. Này Linh nó sản xuất ra này nhiều, thì thường là cái hộp sô cô la dương dương thôi, làm dặn địch luôn đó nha. Linh ở Việt Nam mình cũng chuộng cái sữa sô cô la lắm luôn. Mình cũng tách đi khác nữa nè. Linh tách đi nữa nha, những gấu có tách đi. Hôm nay sô cô la thấy họ làm địch nhiều nè. Nestle luôn. Ở trong đây là nó có mấy hình kẹo rồi đó nha. Mở ra này nó có ngày 7 phần mấy đang giảm. Còn không hộp này dạng hộp dương dương này. 1, 2, 3, 4, 6, 7 là kẹo. 7 là kẹo đó. Có một cái bánh nữa chứ. Này. Đủ kiểu đó nha. Hôm nay này dạng như bánh quy. Nè, túi như vậy nè cả nhà. Nè. Có 15 cái này, 21 cái kia, 8 cái nọ. Đây. Này hình xe lửa. Nè. Có tinh lịch luôn. Lịch mà hình xe lửa đó nha. Ừ, cái nhà đẹp không. Hôm nay họ chuộng làm mấy kiểu này hơn đó nha. Đây còn lặn cạnh cái nón nữa, địch được tặng cái nón. Có cái nón à nó. Thấy đủ kiểu luôn nha. Đây sô-cô-la. Hồi đang giảm. Mà có chuyện trong đây nữa. Cái này là sô-cô-la hiệu liệu mới này, có Ý ta. Có Ý. Nhà hàng có Ý nha. Này có Ý. 7 phần mấy. Ơi, sô cô la gì hình ngộ luôn. Cái bánh 3 lần mấy hộp. Pháp. Một cái có ăn con nữa nha. Sô cô la đen sữa này có ăn con. Seri ăn con nha. Ngâm chén seri trong rượu 13 đồng mấy. 14 đồng nè. Này khác đó nha. Đây sô cô la quá trời Noel mà trộn mê lắm, như bánh mứt của Việt Nam mình nha. Mình còn không hộp nhỏ nhỏ này. Đấy, có nhiều loại ở đây. Đây cũng vậy đó. Sô cô la sữa, sô cô la đen 7 đồng mấy, 5 đồng mấy. Đây sô cô la nãy cái kia mà phiên bản này nhỏ hơn đó nha. Sô cô la sữa hình con ốc sên. Năm đồng mấy. Sô cô la sữa. Cái hình thú này là kẹo đường đó nha. Này kẹo đường. Này kẹo cứng. Mình biết cái thông. Nhà Noel. Còn cái con thú nữa, nó mang mấy cái túi kẹo nha. Mắt là mắt con thú, nhưng cái kẹo đâu mắc nhiều. Mắc nhiều rồi. Trong túi nè, này của Ý. Này hà. Hạt phỉ, hạt dẻ, cười. Mà sô-cô-la đen.
Đủ sô cô la đó nha. Sô cô la ăn dôi. Có nhân ở trong sữa. Còn hồng hành và Noel đó nha. Cũng như ca. Nó có gì hết nữa nha. Có hạt hay không hạt, rồi trắng hay là sô cô la. Từng viên. Còn này thì giờ Noel này có kẹo ở trong đó nha. Ba đồng mấy ngon. Còn hộp này thì có hạt. Mà chỉ phải có 2, 4, 5 loại đây thôi nha. 7 đồng mấy. Còn không thì từng thanh này 7 đồng 99. Này chín vừa nó có như có hạt trong. Này sô cô la sữa có cái gì mật ong. Rồi có Whistlem cái nè. Whistlem như thị điển thì phải. Thị sĩ thị điển như quên rồi. Này sô cô la trắng. Cũng có mật ong luôn. Trên màu hồng từ từng cục nhỏ giống vậy. Đây, cái loại nó là cái này đó. Rồi sữa, rồi sô cô la trắng với lại sô cô la đen. 7 đồng mấy con túi. Còn hồng thì mình dành Noel bên đây. Cacao. Ui với cacao đó nha. Đây họ trang trí với Noel trên. Sô cô la thì tha hồ mà lựa đó nha. Nhiều lắm. Này đi dôi này à, có hộp nguyên hộp vậy. Dôi thì mình cũng trộn lắm đó nha. Ngày này cũng ngon. Này sô cô la sữa giữa này. Còn này thì sữa luôn mà nó có hạt. Đây còn nguyên hộp nữa nè cả nhà, 12 đồng mấy nè. Có nhiều loại nó trộn lại với nhau. Đây là sô cô la đen. Sô cô la hơi mê luôn đó nha, tại vì Noel mà. Cái bài bán bánh mứt Việt Nam mình nha. Nó cũng dôi luôn. Đây, một hàng sô cô la đó nha. Hấp dẫn, bó tài. Mày cũng vậy đó. Bây giờ Noel, sô cô la sữa, sô cô la trắng, sô cô la hạt. Hạt ở chính giữa. Còn không thì túi, những cái túi đây. Mocha nó cũng nhiều loại lắm nha. Nó này có bánh Oreo nữa nha. Đây là bánh Oreo nè, đây. Làm đủ nhân hết. Thích nhân nào mua nhân đó. Còn này của Linh. Sô cô la sữa chứ đen, này sô cô la đen. Nó có cái hạt đậu phộng á hả? Không có hạt đậu phộng hạt nhưng mà hạt phỉ. Chả biết cái hạt này cái gì là cái gì. Còn không hạt giống vậy. 8 đồng mấy hạt đó nha, màu đỏ. Màu vàng. Này nó có cái này sữa nha, màu đỏ là sữa. Sữa, còn cái màu này là nhiều. Nhiều lậu trong đây. Có 4 lậu trong đây đó nha. Này caramel. Caramel mà gì nó hơi mặn đó nha. Này sô cô la đen. Đen 45%, 60% đó nha. Rồi 70%. Này sô cô la này caramel này có 1 lậu à. Con này là cũng nhiều loại này trộn vô. Hả? Sữa rồi sô cô la trắng rồi sô cô la double sô cô la luôn rồi cái hạt biscuit là như hạt dẻ phải không, dẻ cười. Thấy nó có đầy hết rồi nha. Này cũng vậy luôn, cũng nhiều loại trong đây nè. Caramel, sữa, đen rồi cái nhân gì đó nó có sô cô la sữa ở trong. Cái nhân thì sữa ở trong, sô cô la đen ở ngoài.
hộp nhỏ, hộp nhỏ 5 đồng mấy, hộp lớn 8 đồng mấy đó nha. Ly này ngon lắm, ly này chuộng lắm đó nha. Còn cái loại này không thì cacao không, 70% là cacao, 70% cacao nha. Còn này hạt, hạt có hạt trong đây. Còn hộp sô cô la nhỏ, hộp nhỏ nhỏ là 7 đồng mấy hộp nè. Giảm 50%. Nó có, này nó có nhiều loại đó nha. Nó có mấy loại trong đây nè. Mỗi một hộp nó có nhiều loại khác nhau. Mình thích ăn cái gu nào thì mình mua cái hộp đó nha. Đây là loại khác nè. Này có mấy loại đây, 2, 4, 6 loại. Này khác nữa nha, này có hộp bự với hộp nhỏ. Cái hộp này ngon nè. Mình thích ăn cái hộp này, cái hộp này mua bự luôn. Ngon. Còn không thì hộp nó nhỏ giống vậy. Sữa rồi cái nhân caramel. Một hộp 24 viên nha. 6 đồng mấy, 7 đồng mấy. Nó tùy loại nè, caramel nữa. Caramel với lại sữa. Này sô cô la đen. Này 70% là cacao. Này 70% là cacao nha. Chọn này có hạt. 24 viên, nó hộp là 24 viên. Đây là sữa, sô cô la sữa với sô cô la đen. Này nó có đầy hết rồi đó nha. Đó này sô cô la sữa. Sô cô la linh hay hấp dẫn quá tài. Còn này của hãng Nestle nha. Này sô cô la đen mà 70% là cacao. Sô cô la sữa. Sô cô la đen nó hình cái hình nấm truffle nha. Nấm này mắc tiền. Ở đây này sô cô la đen. Đây là có mấy loại này nha. 7 đồng 29 hộp. Này sữa. Rồi cũng có hạt luôn. Cacao, cacao. Nhưng mà thì nhiều loại, nhiều vị nha. Caramel, phúc bùng tử, hạt, với lại cacao. Thôi vậy nè, đây. Này nhiều loại nè. 8 đồng mấy hộp. Cái hạt của Nestle quá tài nữa nha. Nè. Còn hộp thì còn hộp này. Sô cô la sữa với lại sô cô la đen. Rồi trong đây nó có nhiều loại này đó nha. Bảy đồng mấy hộp. Còn hộp lớn thì 12 đồng mấy. Hộp lớn thì cũng còn giờ lớn thì 395 gram nè. Hai hộp lớn thôi nha. Nó khác với lại cái hộp nhỏ. Nó khác hộp nhỏ luôn đó nha. Khác nhau. Hộp nhỏ này thì mấy gram? 385. Hộp lớn nhỏ thì 198 gram. 198 gram. Mình mua mình nè. Mình biếu mình tặng cũng được nha. Mà chỉ có Noel mới có thôi. Có nhiều loại sô cô la trong năm nó có bình thường nha. Những loại sô cô la đặc biệt là chỉ có Noel họ mới sản xuất ra thôi. Còn hôm này bán 3 loại trong đây nữa nha. Bảy đồng mấy hộp. Hộp giấy còn ăn này trong cái túi. Giống nhau nhưng mà cái hộp lớn nhỏ nha. Giống như hộp nhiều hộp bánh mứt Việt Nam mình tròn nhớ Tết thì sợ. Còn hộp trong cái chai 7 đồng mấy con chai. Đây, trong cái thăm Noel.
nha nhà, thấy không, hạt sô cô la không phải làm đủ kiểu đó nha. Không, trong hộp này hồi đi mua Việt Nam á, mua Tết nè, chúng nó ai chuẩn bị về ăn Tết á, mua này được tại giờ đến tháng 9 ngày 2025 là có nhiều cái tháng 4 mà Tết Việt Nam mình là tháng 2 rồi, 13 đồng mấy hộp nha, mua là gì chia ra cho cũng được. Này còn không, mấy này hộp inox nó cũng giống nha, giống nha, nhưng mà nhiều phiên bản nha, 8 đồng mấy hộp. Còn này kẹo, kẹo cây dậy cho đường cứng đầu 25 cây à. Còn này có Pháp cho tim 7 đồng mấy, sô cô la sữa có hàm tuần viên đồng tròn, xong là đen sữa với trắng. Cái này mình hạt dẹp dẹp cái tấm bánh nó nhiều lậu quá nè. Này họ không hộp này này như vậy nè, là cái hộp quà 9 đồng mấy túi cho mấy em nhìn hộp sô cô la. Cho mấy chén cái này cái nhà, cái tô hình cái thông đây, sô cô la cái viên còn không hình dành của em nữa nha, nhiều tuyết đây, cũng có túi Nestle này, sô cô la đen nhà, thấy sô cô la không à, quá trời sô cô la của Nestle không đó nha, sô cô la đây một hàng luôn, họ trang trí dưới thương nữa nha, đây bán đủ sô cô la hết cả nhà. Con này kẹo sô cô la Kinder cả nhà, sô cô la trắng, lại sô cô la sữa, sô cô la trắng, sô cô la sữa nha, 7 đồng mấy hộp, có hai loại. Còn làm cái trứng, hộp này 6 trứng. Mình dành Noel. Đây, cũng mình dành Noel luôn. 3.09 ông. Những trứng bự 10.99 cho mình nó có đồ chơi này cả nhà. Đây, có búp bê công chúa sô cô la ở ngoài cả nhà, xong ở trong mới là có một cái bằng kia bằng cái trò chơi mà ngạc nhiên cho nít đó, có con trai con gái nữa. Tôi cứ nhìn cái tính 150 mấy thứ hai, 5 đồng mấy túi, túi này bự hơn 5 đồng mấy túi nhỏ không biết nhiêu. Ở trên đây thì hình con mì Noel, mình chơi bánh cột, mấy cái trứng, cho mình có đồ chơi mình luôn đó nha, con gà, trái tim. Đây, hình trái tim, còn đây sô-cô-la. Sô-cô-la cái nhà này là 24 thanh sô-cô-la. Còn này hộp nhỏ hơn, 12 2 đồng 99, còn cái lớn là 5 đồng 99 nha. Đây, nhà có Kinder hoặc trang trí nha, đẹp không? Còn này mấy cái túi dỗ quà, cho mày nó có kẹo sô cô la không mày không nha, nó có kẹo nè, một cái bự nè, hai cái dành cho Noel, mấy túi nè, 8 đồng mấy túi. Còn không thì hình cái vớ này, hình con chim bính cục này, hình con gấu, bích quy, bích quy, đây sô cô la nấm dành Noel nữa nha, nấm dành Noel có cái hình chim bính cục,
Những cái túi kẹo sô cô la nè, nó còn rất nhiều bông. Xin giờ họ trang trí cái đẹp nha. Còn cái này có cái ly nè, để làm thành cacao uống là một cái bình sữa 125ml của kẹo ly nè, bằng ly này. Cái năng lượng của nó cả nhà, chứ không phải để mình làm, không phải mình muốn làm cũng được nè, họ chỉ cho cách làm nè. Ly đẹp 8 đồng 19 ly, nguyên hộp sô cô la đây. Này thì mấy loại trong đây, màu đỏ với này màu xanh, 11 đồng mấy hộp. Thành hình cái thơm Noel này nó cũng có mấy loại trong đây nè cả nhà. Thứ giá, thứ giá còn hàm thì túi quà này đẹp quá nhà ha, dễ thương. Này mình mua mình tặng khỏi còn phải gói. 10 đồng 49. Trong đây nó có nhiều loại này nè cả nhà, có 5 loại này, bên đây giống nhau nè, nó có 5 loại, 4 loại đây, 4 loại cái hộp. Trong đây này thì 4 loại, còn hộp giấy này 5 loại, hộp hoài 5 loại. Đây về túi đẹp nè, kim đôi này cũng nhiều loại lắm nha. Không, tự hợp này mềm vậy rồi, có bánh cho mình. Này tới hệ đáp tới 20/4/2025, này muốn gì làm quà Việt Nam được, ai chuẩn bị gì Việt Nam. Này sữa, là giống nhau. Còn hôm nay túi kẹo sô cô la 3 đồng mấy túi. Hôm nay thì 5 đồng mấy 7 đồng mấy, này bự hơn nha. Nè có hạt ở trong nè, không có cái hạt ở trong, còn ở kia cũng có hạt nhưng mà loại túi nhỏ. Hôm nay sô cô la trắng, tụi nó có 3 loại, loại đen, loại sữa chứ loại sô cô la trắng nữa nha. Nhà Noel nè, 3 đồng mấy không? Này caramel. Đây cái trứng luôn. Đây có hạt, rồi có sữa, nhân sữa. Nó ba hai ba loại, 3 loại trong đây nha. Mẹ ai 4 loại, một cái loại thì nó trộn sô cô la sữa đen với lại sữa vô, chọn cái thì có hạt, cái thì đen, cái thì sữa. 6 đồng mấy túi. Đây à, có hạt nữa nhờ. Còn đây thì sô cô la đen. Tôi thấy hạt sô cô la của thằng Skinder được quá trời nữa nhờ. Còn này sô cô la mà hình như chim hồng hạc nha, 3 đồng mấy con. Mặt trắng nè, nhà Noel. Còn này mấy cái bánh vui nha, vui nhìn chim múc mơ túi à, 3 đồng 99. Mấy cái bánh nó có cái nhìn mứt nữa nha, sô cô la Noel, sô cô la sữa. Nhộm sữa luôn, nhộm sữa luôn nè, sô cô la. Nên tầm để đường, đường mía, đường mía nè, đường mía. Cái này hình chân, chân tròn nữa nè. Thì bánh này để ăn với lại ra là cái ngỗng
ngọt ngọt đó nha, nó có như trái sung, chứ không có trái sung nữa nha. Này đặc biệt là đi cho ăn với lại gan ngỗng. Này bánh cam, bánh này ngộ nha, giờ không ăn bánh này không biết. Đây muốn hộp bánh sô cô la sữa, sô cô la bốn đồng mấy hộp. Họ bán bánh bánh hồng này hình người Noel. Đây sô cô la để trồng cái cây, trồng cái cây họ bán. Vậy à, vậy để làm bánh nha, nguyên bộ để làm bánh. Vậy à, rồi bán làm bánh đó nha, cái túi, cái hũ sô cô la này, cái khuôn. Nhưng mà mua cái máy thì được giảm 25%, 20% đó nha. Cái này để làm bánh, phù hợp để làm bánh. Nếu mà mua cái này thì có giảm 20% cho cái máy. 19 là máy hộp. Đây cũng như sô cô la lịch luôn đó nha. Này có bánh, bánh có kẹo. 10 đồng 19 nha. Còn này sô cô la nhưng mà dạng như rượu đó nha. Nó có rượu. Sô cô la nhưng mà nó có vui rượu mới nha. Còn mấy này thì sô cô la thì lịch. Còn này xe rồ đó nha. Ui nhỏ xíu 4 đồng 59. Rồi còn mấy hộp bự này nè, 6 hàng 14 đồng 99. Hộp nhỏ thì 11 đồng mấy, 8 đồng mấy. Này 8 đồng mấy trên nữa nha, 1 đồng mấy hộp bự. Hộp dừa dừa nè, teo rồ này có dừa, có sô cô la, nó có hạt đó nha. Hộp bự ghê, mẹ nó có 3 loại nha. Hộp nhỏ nè, 6 đồng mấy, 6 đồng mấy đó nha. Còn trên nè, hộp bự nè, 5 loại. Teo rồ này ngon đó nha, nó đắt tiền nhưng mà nó ngon, ở Việt Nam mình cũng chuộng, bữa này cũng ở Việt Nam mình cũng mắc lắm nha. 15 đồng 79 hộp này. Cherry nhưng mà nó có vị rượu nha. Đây 3 loại, 5 đồng mấy hộp nè. Hộp nhỏ còn hộp bự dưới là 15 đồng 79. Cái hộp này đẹp ghê, còn bên đây là 9 đồng 99 nè. Chín mươi chín cục 28 viên. Còn này thì 21 viên, chứ có đề viên hết cả nhà. Thì 8 đồng mấy hộp, 8 đồng 39. Còn bên đây 13 đồng 49 nha nhà. 39 viên luôn. Đây 39 viên. Sô cô la này quá trời lên vậy nè, 9 đồng 96 hộp. Tại vì có Noel mới có thôi nha, 20 viên, 5 loại, mỗi loại 4 viên. Nè còn mấy chiếc trâu nữa nha, 3 đồng 49 trái. Màu đỏ sô cô la mê nè, màu đỏ rồi màu trắng rồi màu vàng. Đây
đây hộp má. Hôm nào cũng làm cái nơi ha. Đây rồ trang trí trên nữa nha. Hộp này 10 đồng 89. Đây giá 50% hộp thứ hai. Mình có không hình hình cái thông Noel 10 đồng 39. Hộp này bao nhiêu cục? 30 viên. 30 viên nữa nha. Giảm 8 đồng mấy. Giảm 50% hộp thứ hai. Hộp bự nữa cũng giảm 50% thứ hai nè. Mà em vậy nè 13 đồng mà 9 đồng mấy mà 13 đồng mà 2 hộp là mấy 2 hộp. Ferro này nguyên viên nè. 24 viên. Này có hai loại, đây là một loại nữa. Ở phía trong cái gì nè. Hộp đẹp bự hơn 14 đồng. Cây thông ở trên là trang trí đẹp luôn đó nha. Noel nhanh thiệt. Thì bông cherry. Đây ở trong đó là cái cherry nữa nha. Nhưng mà nó có vị rượu trong đó nha. 10 đồng 49. Ăn nó ai mà cũng thích ăn rượu thì được. Mình cũng thích mình ăn kỳ kỳ lắm. Đây là 30 viên. 30 viên là 7 đồng mấy. Đây cũng giảm nè. 11 đồng mấy 2 hộp. Đây, này chỉ có trong đây. Có Noel mới có nữa nha. Đây bông phép nè. Này 25 viên. Này 8 đồng mấy. Này, trong đây làm thành cái hộp để tặng. Cái bông đẹp luôn. Đây. Ferro nó nha. Nó đủ loại á. Đây hình cái này dừa. Này dừa đó nha, nè, giống vậy nè. Cái này ăn rất là ngon luôn. Cái này ăn ngon lắm nha, này nó có 3 loại nè. Mình nguyên hộp nó 10 đồng mấy. 10 đồng mấy mà mấy viên đây? 39 viên. 39 viên nha. Này đã thông được lâu rồi, tháng 1 2025 mà. Mấy này mua ăn liền. Mấy hộp gọn gọn nè. Còn này cherry nhút đen. Cherry chút cherry đen nè. 15 viên. Đây, trong cái hộp nó này nha. Đó, mấy loại nè. Thì hộp này 42 viên. Đây cái này nè. Đó, loại khác nữa nha. Hai loại mình đâu giống nhau đâu nè. Cái gì có vài loại giống nhau mà. À không, cũng giống nhưng mà nó lộn qua lộn lại nữa nha. À giống nhau. Nhưng mà kiểu khác nhau thôi. Cũng là 42 viên. Cũng có cái hông. Nhìn cái viên này không có nè. Đó, viên khác. À, nó cũng khác nhau một chỗ. Một loại 15 đồng mấy hộp. Cái hộp nó nè. Cái hộp màu xanh. Cái hộp màu nâu nâu. Cái sô-cô-la. Rồi. Phải rồi quá trời. Mình lấy 15 đồng hộp. Thôi mình đi dạo vòng đó nha. Quay cái nhà xem coi này sô-cô-la. Họ giảm cho bán cho Noel quá trời luôn đó nha. Mà này chưa khuyến mãi nhiều đâu. Tạm biệt cả nhà nha. Rồi luôn chú ý theo cả nhà. Bye bye cả nhà nha.